Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin miền Tây vào ngày mới được phát trên báo Lao động. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Vừa qua, Công an thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre ghi nhận trường hợp ca đậu mùa khỉ. Được biết, đây là hai trường hợp đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh đầu mùa khỉ. Còn tại thành phố Cần Thơ, Sở Y tế địa phương này cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, giám sát chặt chẽ trong khám, chẩn đoán, điều trị, quản lý các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Sau khi nhiều ghế đá của người dân ở phường 6 và phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An bị sơn quảng cáo trang web cá độ, Công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được 3 đối tượng thực hiện hành vi này. Các đối tượng gồm Võ Chí Nhân, 27 tuổi, Võ Chí Hậu, 24 tuổi, đều ngụ ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Nguyễn Long Định, 20 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phúc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Công an thành phố Tân An cùng công an phường Khánh Hậu và phường 6 đưa các đối tượng đến các địa điểm bị sơn vẽ để tẩy xóa, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng này. Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đang phối hợp cùng hạt kiểm lâm huyện củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Đề, sinh năm 1968, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 14 tháng 11, tổ công tác 108 của Công an tỉnh Kiên Giang tuần tra tuyến rạch giá Hòn Đất, phát hiện trên xe ô tô do Huỳnh Úc Mến, sinh năm 1990, ngụ phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có 10 con khỉ đuôi dài. Tại cơ quan công an, Đề khai nhận số khỉ trên được đặt bẫy bắt ở Phú Quốc rồi đem về Tây Ninh để nấu cao bán, nhưng trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ. Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự án cải tạo công viên Bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An. Tổng diện tích được cải tạo hơn 10.000 m2, kinh phí gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của quận, dự kiến triển khai trong năm 2024. Phương án dự kiến sẽ tháo dỡ toàn bộ phần nền để đắp cát bù lúng, tạo độ dốc thoát nước cho Bến Ninh Kiều trong tương lai, đồng thời sẽ bố trí hai nhà mát hình tròn và hình vuông, được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá và hạt gạo, đậm chất sông nước miền Tây. Thưa quý vị, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, nơi khám chữa bệnh chuyên ngành ung bướu cho người dân ở Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề. Ghi nhận sau đây của phóng viên báo Lao động. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là nơi khám và điều trị chuyên ngành ung bướu cho người dân ở Cần Thơ cũng như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện bệnh viện đang quá tải, đặc biệt là tại khoa xạ trị. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ phải chờ đợi tới vài tháng để được xạ trị. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như tâm lý của người bệnh. Tôi đau nhức quá, tôi phải chấp nhận xạ bằng ca đêm, khoảng 2 giờ rưỡi đêm mà xạ không gặp khoảng 3-4 giờ sáng. Cũng phải chờ, phải đợi. Có người xạ ban ngày thì còn đỡ. Xạ ban đêm thì không thực tức đêm như tôi nhờ thật. Cũng phải gắng, ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm, chờ đợi cho cả tháng, có người một tháng rưỡi rồi. Bệnh viện cũng đã cố gắng cũng như là trình với các cái cơ quan thẩm quyền để xin được đầu tư máy xạ trị gia tốc mới để làm sao giải quyết được cái tình trạng quá tải của bệnh nhân cũng như là cái nhu cầu khám chữa bệnh mà cần thiết của người dân ở Cần Thơ cũng như đồng bằng sông Cửu Long thì cũng đang trong chờ thêm cái sự hỗ trợ của thành phố về cái khoản đầu tư này. Trong khi đó, dự án bệnh viện ung bướu mới cơ sở tại đường Nguyễn Văn Cừ thi công 6 năm nay vẫn chưa xong, nơi đây như đại công trường hoang tàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin miền Tây cho ngày mới sáng nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.